Xin chào quý vị đang theo dõi chương trình debate về trận derby nước Anh giữa Manchester United và Liverpool. Ngày hôm nay, người ngồi cùng với tôi là bình luận viên Huy Phước và chủ đề mà chúng tôi sẽ trao đổi vào thời điểm này đó là việc có đúng rằng cái cơ hội vô địch là đã đến tay Liverpool hay chưa? Tôi nghĩ là phần lớn rất đông khán giả sẽ đồng tình với quan điểm của tôi là đây đúng là thời điểm để có thể Liverpool giành được một cái danh hiệu cực kỳ quan trọng. Trước tiên thì chúng ta phải nói rằng là đây là một cái mùa giải mà theo rất nhiều thông tin của báo chí cũng như từ huấn luyện viên Jurgen Klopp rằng ông nói rằng đây sẽ mùa giải cuối cùng của ông trong màu áo của Liverpool. Và đó sẽ là một cái mùa giải nếu như Liverpool đăng quang thì nó thực sự là đẹp đẽ. Và khi đó thì chắc chắn là chúng ta, những người bình luận viên hay thậm chí là khán giả cũng sẽ được chứng kiến cái khoảnh khắc mà câu lạc bộ chia tay Jurgen Klopp, giống như cái thời điểm mà Manchester United chia tay ngài Alex Ferguson cũng ở trên đỉnh vinh quang. Thì tôi nghĩ rằng đây là một cái thời điểm mà không thể đẹp hơn để Liverpool cũng như là Jurgen Klopp chia tay nhau trong một cái đỉnh vinh cao, trong một cái đỉnh danh vọng như vậy. Cũng giống như anh Phước, tôi cũng khá là mong chờ một cái kết đẹp trong cái mùa giải cuối cùng của ông Klopp với Liverpool bằng một chiếc vô địch Ngoại hạng Anh. Tôi nghĩ rằng ở chủ đề này, cờ đến tay Liverpool hay chưa? Tôi nghĩ là có, nhưng đấy là có chữ nếu. Nếu như Liverpool chỉ phải thi đấu ở giải bóng đá Ngoại hạng Anh thôi, thì tôi nghĩ rằng họ đang có ưu thế rất rất lớn trong cuộc đua đến chiếc vô địch. Nhưng ở thời điểm này, Liverpool cũng đang phải thi đấu ở đấu trường cúp châu Âu, cũng giống như là Arsenal, cũng giống như là Man City. Nhưng mà tôi có hơi thắc mắc là tại sao anh lại có suy nghĩ như vậy? Bởi vì tại sao lại phải chỉ thi đấu ở Ngoại hạng Anh mà không phải là thi đấu ở nhiều đấu trường? Bởi vì là nếu như mà Liverpool ấy không phải thi đấu ở cúp châu Âu thì cái lực lượng của họ sẽ không phải trải dài. Và anh cũng biết rồi đấy, Liverpool đang chịu tổn thất khá là lớn về mặt lực lượng. Những cái ngôi sao của họ luôn đi là Alisson này, Alexander-Arnold, Robertson hay là những cầu thủ cũng khá quan trọng như là Matip hay là Jota thì đều đang ngồi ngoài. Và so với cả Arsenal hay Man City thì Arsenal chỉ vắng có Timber, Man City chỉ mất đi có Kyle Walker thôi. Và cái đội hình của Man City như chúng ta đã biết, kể cả khi mà Liverpool và Man City có cùng lực lượng như nhau thì cái đội hình 2 của Man City cũng là dày hơn, cũng là chất lượng hơn. Và tại sao tôi nói đến vấn đề phân bổ lực lượng, đặc biệt là ở cúp châu Âu? Liverpool thì đá ở một cái cấp độ thấp hơn tại cúp châu Âu, đó là Europa League, họ sẽ gặp Atalanta. Tuy nhiên thì tôi nghĩ rằng đã vào đến vòng này rồi thì đối thủ nào cũng là những đối thủ xương sầu cả. Không thể nói rằng những đối thủ của Arsenal, những đối thủ của Man City là những đối thủ sẽ gây khó dễ hơn cho Arsenal và Man City ở Champions League, còn Liverpool gặp một đối thủ nhẹ ký hơn. Không, tôi không nghĩ như vậy. Khi mà đá ở đấu trường châu Âu và vào đến tận vòng tứ kết rồi thì đội nào cũng là những đối trọng đáng gờm. Và cái việc đó sẽ khiến cho Liverpool phải phân chia sức lực rất là nhiều và sẽ có nguy cơ khiến cho họ dễ bị sẩy chân. Với cá nhân tôi thì tôi nghĩ như này, kể cả Liverpool có phải chia ra ở rất nhiều các đấu trường, chúng ta thấy rằng là từ đầu mùa đến giờ Liverpool cũng phải đá đến 4-5 đấu trường, thì các đội bóng khác cũng vậy. Nhưng câu chuyện cuối cùng là gì? Liverpool là câu lạc bộ đi rất là xa và cho đến thời điểm hiện tại thì Liverpool cũng đang dẫn đầu giải bóng đá Ngoại hạng Anh. Chính vì thế mà tôi tin rằng là Liverpool và huấn luyện viên Jurgen Klopp ở trong mùa giải hôm nay là một cái mùa giải cực kỳ đặc biệt đối với họ, và đó là một cái mùa giải mà tôi nghĩ rằng là những khó khăn đang không thể làm chùn bước các cầu thủ Liverpool. Ở cái trận đấu gần nhất, đúng không, chúng ta cũng đã thấy là họ để cho Brighton dẫn trước, nhưng tôi là người bình luận anh Phước ạ. Và sau đó thì Liverpool lại lội ngược dòng thành công. Thì cái đấy không chỉ là một trận đấu, Liverpool mùa này là câu lạc bộ lấy được nhiều điểm nhất từ những cái tình huống lội ngược dòng như vậy, từ những trận đấu lội ngược dòng như vậy. Và ngoài ra thì chúng ta cũng đã thấy là huấn luyện viên Jurgen Klopp đã có những cái sự thay đổi rất là ổn trong cái câu chuyện là làm thế nào để chắp vá, giật gấu vá vai và làm như thế nào để thay đổi cái cách chơi của Liverpool để sao cho phù hợp với từng đối thủ. Thì tôi nghĩ rằng đây là cái mùa giải đặc biệt của Liverpool. Lại một lần nữa tôi phải nhắc lại, ở trong rất nhiều những chương trình khác tôi cũng đã nhắc rồi, Liverpool đã khởi đầu cái mùa giải năm nay với rất nhiều những trận đấu gặp phải thẻ đỏ và sau đó họ đều có được chiến thắng. Và tôi nghĩ rằng những cái sự khởi đầu đó nó cũng giống như một cái sự biểu trưng của Liverpool ở trong cái mùa giải năm nay là biết vượt khó và để rồi cuối cùng cán đích ở cái nơi được cho là thiên đường. Thì với cá nhân tôi, kể cả là Liverpool có sứt mẻ lực lượng như thế nào, nhưng cái tinh thần mà huấn luyện viên Jurgen Klopp cùng với cả Liverpool đang có vào lúc này nó là một cái tinh thần đặc biệt. Và bên cạnh đó thì chúng ta cũng nhìn thấy trận đấu gần nhất Arsenal và Man City đã hòa nhau rồi. Đó là cơ hội dành cho Liverpool và đó cũng là cơ hội để cho họ có thể bứt lên cũng như là tạo ra một cái áp lực rất lớn
Với Arsenal tại sao họ có áp lực? Áp lực vì danh hiệu, áp lực vì mùa giải trước đã thất bại ở trong những quãng đường cuối cùng, và mùa giải này có vẻ như là cũng đang như vậy. Còn với Man City, ba chiếc vô địch liên tiếp của họ cảm giác là nó đã hơi có phần no nê rồi. Và mùa giải năm nay chúng ta thấy Man City thi đấu không phải là quá hay nữa. Họ thường mất điểm ở những, thậm chí là những trận đấu lớn và những trận đấu nhỏ cũng mất điểm. Chính vì thế mà cái cuộc đua này nó đang có một cái phần nào đó hơi tâm linh một chút, nhưng nó lại ảnh hưởng rất sâu sắc lên cái vị trí của Liverpool. Và tôi cũng đang có một cái suy nghĩ như vậy. Và cuối tuần vừa qua thì bản thân tôi cũng dự đoán là cái trận Man City và Arsenal hòa nhau, và từ đó là Liverpool bứt lên. Nên tôi khá là tin tưởng với câu chuyện là Jacob sẽ là đội thi đấu cực kỳ tốt từ bây giờ cho đến cuối mùa. Tôi khá thích cái nhận xét của anh Phước về đội bóng Liverpool chơi rất hay ở hiệp 2, chơi rất hay sau khi bị dẫn trước, giống như là kiểu họ bị đẩy vào áp lực ý, thì mới tạo ra kim cương. Và tôi còn có đọc các cái bình luận của các khán giả trên truyền hình Ca Cộng, thì họ còn gọi vui Liverpool ở mùa này là FC hiệp 2, tức là ở hiệp 2 thì họ mới bung ra hết sức. Nhưng mà chính cái điều đó ấy lại đang khiến cho tôi hơi lo ngại về Liverpool, tức là gì? Không thể lúc nào mà họ cũng cứ để cho đối thủ ghi bàn trước rồi lại đi lội ngược dòng như vậy được. Tôi thống kê rằng Liverpool ở mùa giải năm nay không nằm trong top 5 đội ghi bàn nhiều nhất ở 45 phút đầu tiên. Và liệu rằng Liverpool có thể cứ tiếp tục mà chơi hay ở hiệp 2 trong cái bối cảnh mà họ cứ để thủng lưới trước ở hiệp 1 hay không? Bởi vì điều đó rất là rủi ro, và như tôi nói rồi, khi mà cái quãng đường càng ngày trôi càng về cuối thì thể lực của cầu thủ cũng sẽ bị bào mòn do là phải thi đấu ở nhiều đấu trường. Và vì thế thì đến những cái giai đoạn cuối trận cũng sẽ bị hao sức khá là nhiều, và điều đó có thể sẽ ảnh hưởng tới sự tập trung và cả phong độ thi đấu của Liverpool. Nên điều đó tôi cũng tương đối lo cho The Kop. Tôi hiểu ý anh, bởi vì là khi mà chúng ta cố gắng ở trong cái thời điểm mà cơ thể đang mệt thì nó sẽ là dẫn đến mệt hơn rất là nhiều. Nhưng cái câu chuyện mà chúng ta nhìn thấy ở đây ấy, của Liverpool là sau hiệp 1, sau 45 phút đầu tiên thì huấn luyện viên đã nhìn ra cái thế trận và từ đó thay đổi và mang tới một cái thế trận khác dành cho Liverpool. Đấy mới là cái điều mà chúng ta tích cực, chúng ta nên nhìn từ phía câu lạc bộ này. Nên tôi nghĩ rằng mùa giải năm nay báo chí người ta thống kê rất nhiều về cái việc là Liverpool đối đầu với Big Six rất là khó khăn. Mùa này mới kiếm được có 8 điểm thôi. Đúng 1 trận. So với rất là nhiều điểm ở những mùa giải trước, thậm chí là những mùa giải trước có 15 điểm nhưng họ vẫn không thể lọt vào top 4, đứng ở vị trí thứ 5. Và mùa này nếu như tối đa mà Liverpool có được thì cũng chỉ là con số 14 điểm thôi. Nhưng điều đó nói lên rằng là Liverpool có thể đối đầu với những Big Six không quá tốt, nhưng những trận hòa cũng giúp cho họ giữ chân được những đối thủ là cái thứ nhất. Thứ hai là điều đó càng chứng tỏ rằng là Liverpool lấy được điểm từ những đội bóng nhỏ nhiều hơn. Chúng ta không còn nhìn thấy một Liverpool là lấy của người giàu chia cho người nghèo nữa, đúng không? Không phải là một Robin Hood nữa, mà bây giờ là một Liverpool có hình dáng và dáng dấp của một nhà vô địch. Bởi vì là trong một cái quãng đường chạy đua rất là dài thì người ta phải nhìn thấy rằng là đường dài thì bạn phải biết tích lũy điểm từ những cái đội bóng yếu, chứ không phải đơn thuần là bạn cứ phải gặp đội bóng mạnh để bạn phải chiến thắng. Đó là một câu chuyện mà chúng ta đã từng nhìn thấy ở rất nhiều cái thời điểm, mà cái thời của ngài Alex Ferguson cũng có những cái quãng thời gian như vậy. Thì chúng ta cũng đã thấy được là những đội bóng có thể có cơ hội vô địch ở giải bóng đá Ngoại hạng Anh thì phải là những đội bóng thắng được những đội bóng yếu, phải biết tiết kiệm đấy, và phải giành giật tối đa những cái điểm số trước những đội bóng bị đánh giá thấp hơn. Bình luận viên Huy Phước đã chia sẻ khá rõ quan điểm của anh về việc Liverpool có lẽ là đang có ưu thế trong cuộc đua vô địch, cờ đã đến tay Liverpool rồi. Còn với cá nhân tôi vẫn đang lo ngại về điều này, bởi vì Liverpool cũng đang có những bất lợi của riêng họ so với những thế mạnh của Arsenal hay Man City. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình của chúng tôi. Hẹn gặp lại quý vị.